Ừ, con xin hỏi sư là mỗi lần con nghe pháp đều bị em mình chọc ghẹo, đôi khi vô tình hay cố ý dù con đã nhắc nhở nhưng thỉnh thoảng mỗi khi con nghe pháp là hỏi này hỏi nọ và mỗi khi như vậy con nổi tâm sân rất khó chịu bản tính em con hay thích chọc ghẹo con nhưng cũng tùy lúc mà mỗi lần chọc ghẹo con bực lên vì con không thích điều đó. Còn con thì thích nghiêm chỉnh, không thích cào rỡn vậy. Con suy nghĩ không biết tiền kiếp tạo nghiệp bất thiện gì. Mà cứ mỗi lần nghe Pháp bị phá như vậy và khi em con nó làm điều đó, nó có đang tạo nghiệp gì không thưa sư? Uhm, nó đơn giản, là quý vị. Những cái chuyện này nó rất là đơn giản. Mình chỉ cần thay kệ nó thôi. Từ người hay vật hoặc thậm chí đến cái tâm của mình ừ. khi mà cái gì nó bất thiện xuất hiện thì chúng ta mặc kệ nó đừng có phản ứng tới nó nó giống như cái vị khách tới nhà đó họ cứ nhảy đành đạch, đạch lên hoặc là họ làm trận làm thử làm này làm kia mình cứ mặc kệ họ đừng có lý gì tới họ thì họ mệt rồi họ đi thôi sở dĩ mà xưa giờ mà mình bị người ta quấy đầy là bởi vì mình khiến người ta cảm thấy là người ta có quan trọng, còn khi mà mình mặc kệ đó, rồi thì từ từ thì người ta cũng chán, cho nên á là quý vị học hành của Đức Thế Tôn khi ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ trong một kiếp đó ngài là một con voi chúa ngài là một con voi chúa thì uh, có một cái con khỉ nó cứ nhè ở trên đầu của ngài đó mà nó tiêu tiểu nó phóng uế lên trên đó ừ mà mình quý vị biết mà mình ai mà đè đầu mình lên mà tiểu lên trên đầu mình là mình phải dịch mà ngài thì khác ngài nghĩ như thế này cái tâm sân tâm sân là cái đáng để hổ thẹn cho nên giữ gìn cái tâm sân không cho nó sanh khởi thì nó sẽ quan trọng hơn còn cái con khỉ đó thì cứ thì kệ nó đi để nó muốn làm gì nó làm rồi có một con sư không nhớ là con chim hay là cái con thỏ hay là cái con gì đó nó đến nó hỏi con voi là tại sao là anh ngu vậy con khỉ đó nó có cái gì đó bằng sức của con voi thì anh hoàn toàn có thể khuất phục nó mà tại sao anh lại phải nhẫn nhịn như vậy thì con voi nó nói rằng đó, cái chuyện mà ta nổi tâm sân lên đó, cái chuyện đó nó quan trọng hơn và đó là cái điều hổ thẹn ta sẽ bị các cái bậc trí khiển trách trong khi đó đó nếu như mà cái con khỉ nó nghĩ rằng nó có thể làm cái chuyện này đối với ta được thì nó cũng làm với người khác được thì khi nó làm với người khác như vậy thì người ta có thể bắt nó và người ta sẽ hành phạt nó và như vậy thì ta sẽ được giải thoát tức là cái con khỉ đó nó làm ác thì cứ mặc kệ nó và nếu như nó làm ác với đối tượng khác thì người ta sẽ xử lý nó và khi đó mình được giải thoát còn bản thân con voi đó thì tôn trọng cái tâm của mình không cho tâm sân sanh khởi chính vì vậy như vậy con voi nhẫn nhục ừ, con voi nhẫn nhục nhẫn nhịn nhẫn nhịn không có cho cái tâm sân sanh khởi thì quý vị cũng có thể áp dụng để thực hành và trong um, kinh xóm ngựa, đức thế tôn có nói đến ba hạng, bốn bốn hạng ngựa, tức là gì? giống như cái người chăn ngựa đó, à, giống như cái người chăn ngựa. Nếu như đối với con ngựa mà nói cái lời ngon tiếng ngọt, đó, dỗ dành nó mà nó nghe đó, thì sẽ dỗ dành đó. Đối với con ngựa mà cần phải đánh thì nó mới nghe thì sẽ đánh. Đối với con ngựa mà cần phải vừa đánh vừa xoa thì cũng sẽ vừa đánh vừa xoa. Còn đối với con ngựa mà dùng cả ba cách trên mà không được á thì giết làm thịt. Đức Thế Tôn nói, ngài dạy đệ tử cũng y chang như vậy. Đối với những người nào mà cần nói nhỏ nhẹ, ha cần nói nhỏ nhẹ mà nó nghe thì ngài sẽ nói nhỏ nhẹ sẽ khuyến khích sẽ khuyến khích còn đối với những đệ tử nào mà cần phải nói cái lời nghiêm khắc thì ngài sẽ nghiêm khắc còn đối với người nào mà cần phải vừa nghiêm khắc mà cần phải nhỏ nhẹ thì ngài sẽ vừa nghiêm khắc vừa nhỏ nhẹ còn đối với hạng người nào mà dùng cả ba cách trên đều không được thì ngài giết bỏ tức là gì không có lý tới nó nữa tức là kể từ đó trở đi dù cho người này có xuất hiện trước mặt ngài thì cũng coi như là người đã chết rồi không có đề cập đến không lý tới đó nữa thì quý vị cũng có thể áp dụng cái bài kinh dạy ngựa ở đây ha, để quý vị à, hướng dẫn cái thân bằng quyến thuộc của mình ừ. còn khi mà một người mà nghe pháp mà mình quấy rầy đó thì chắc chắn đó là cái cái nghiệp bất thiện nhưng mà còn phải xem còn phải xem cái chủ ý cái chủ ý tức là gì à, ví dụ như người ta không có chủ ý quấy rầy người ta không có chủ ý quấy rầy thì khi đó, đó nó sẽ không tạo cái nghiệp bất thiện nhưng nếu như người ta có cái ý quấy rầy, mặc dù người ta không biết là mình nghe Pháp hay là mình nghe cái gì. Nhưng mà người ta chỉ cần người ta có cái chủ ý quấy rầy, thì khi đó là chúng ta đang tạo cái nghiệp bất thiện nha. Thì cái người đó đó, đang tạo cái nghiệp bất thiện. À, cho nên quý vị có thể tham khảo, một là tham khảo cái cách giải quyết của Đức Thế Tôn khi Ngài còn là chúng sanh thiên cầu giác ngộ cái thứ hai là tham khảo bốn cái cái cách dạy ngựa ha bốn cách dạy ngựa